Lê Dương bảo Lâm tố bà xã bắt con làm trò hề câu khách. Khoảnh khắc tấu hài của quý tử nhà Lê Dương bảo Lâm khiến dân tình xỉu út, xỉu đau. Tính cách hài hước cùng khả năng ăn nói hoạt ngôn của Lê Dương bảo Lâm khiến dân tình không ít lần cười đau ruột. Trên trang cá nhân, Lê Dương bảo Lâm xả kho loạt khoảnh khắc tấu hài của quý tử. Nhóc tỳ được mẹ tạo hình cực dễ thương khi diện nguyên một ao phúc, cây vàng, nổi bật kèm đó là quả xoài làm đồ vật trang trí cực kiêu. Biểu cảm của quý tử nhà nam diễn viên khiến dân tình xỉu út, xỉu đau. Lê Dương bảo Lâm liền tố bà xã bắt con làm trò hề để câu khách. Nam diễn viên viết, bà già bán buôn không ra đơn cái bắt con làm trò hề câu khách. Mặc đồ vàng rồi gắn trái xoài, cảm thấy rẻ rúng vô cùng. Thời gian này coi như trả hiếu đi, chữ mốt lớn đừng có hồng. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận vui đùa như: nhìn trái xoài mọng nước muốn cắn quá Phin ơi. Nhìn em yêu quá. Mẹ Quỳnh lấy Phin câu khách. Còn ba Lâm lấy con câu like, chuẩn chưa nè. Em nhỏ mà được viết lắm nha. Có khi bán hàng đắt hơn cả mẹ. Nhìn hài hước ghê, có tố chất diễn hài, sau này em thay chân bố đi làm diễn viên hài nha. Lê Dương bảo Lâm được biết đến là một nghệ sĩ hài đa năng của VBiz. Sở hữu nét diễn tự nhiên, hài hước cùng khả năng hoạt ngôn ấn tượng. Lê Dương bảo Lâm nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ ở nhiều độ tuổi. Sau nhiều năm nỗ lực, nam diễn viên đã sở hữu được khối tài sản vạn người mơ ước.